bạn đang có mặt ở huyện Lạc Dương. Và trên tay của ekip đang có một nhiệm vụ và một phong bì là số tiền mà ekip cho các bạn vay ngày hôm nay. Ngày hôm qua các bạn đã xài hết rồi. Hết ngày hôm nay các bạn phải trả lại số tiền này. Chia nhóm đi vào vườn rau, vườn hoa để mua rau củ, sau đó đem vào chợ bán bằng số tiền vốn được cấp. Nhiệm vụ là phải làm sao bán có lời ít nhất là 500.000. Cái gì? Wow. Ăn món lẩu atiso hầm giò heo hạt sen ở Đà Lạt. Wow. Yeah. Nghe ngon mà, được. Lẩu atiso á. Điều này rất quan trọng là phải số tiền này còn được mua quần áo để thay nữa. Wow. Ê, chờ từ sáng đến giờ. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ được một viên kim cương. Chị tưởng là em không ăn đồ cơ mà. Rồi, chúng ta không mang quần áo hả? À đúng rồi, winner, à đúng rồi, winner chơi một chiêu rất là khô, rất là thông minh đó, chứ là winner lên Đà Lạt, winner mới mua. Không phải mọi người chạy nhanh mà. Em bé đồ chơi là mua cái này thôi à. Phải đảm bảo là trong 2 ngày tới winner thì mặc bộ này thôi. Chết. Ô, lên Đà Lạt mua được mà. Các bạn nghe nào, sao men đã mặc bộ mới rồi. Chị đoán xem. Người đồng chí. Hay hay, yeah. Một trong những người dư ký. Nói nghe nè chị coi con mình có bao nhiêu tiền vậy? Mình đang có, trời ơi, 300.000. 300.000. 300.000 bắt lời 500.000. 300.000 mua đồ 500.000. Mà lời 500.000 là mình phải bán được 800. Chị bán em luôn đi. Mình bán chất sẵn của bản thân anh ạ. Đứng lên lên nhá, 4 năm này. Ok, 2 đội. Là phải có 1 tờ 1 cà. Rau thì rẻ hơn. Rồi dùng 100 để mua rau. Còn đội bên này sẽ giữ 200 để mua hoa nha. Xin nha. Let's go. Đây là bán cà rốt phải không? Cà rốt. Nhưng mà phải kiếm đường vô đã. Người dân. Chứ đi kìa, chạy nhanh đi, 30 phút đã. Cẩn thận nha. Trơn á. Nè, thấy chưa? Đúng đã luôn trời. Đẹp quá nhỉ. Ôi, đẹp thật chứ. Anh nhông. Có sao không? Em sẽ giặt dài cho anh sau. Hai mắt thì còn. Em năn nỉ. Em hứa em sẽ giặt dài cho anh sau mà. Em hứa em sẽ giặt dài cho anh sau mà. Tôi khóc rồi. Em hứa. I promise. Mình ở đây hơi khó nè, trời ơi. Tim kia là tim chủ nhi. Hay là mình... Ê mọi người ơi, còn nhà nào đúng không? Ai tranh thủ qua cái nhà kế bên đi. Đi. Ơi, chị sao mình không sẵn tiền? Ở đây đây. Sao mình không sẵn tiền hỏi luôn? À, xem ở đây gần đây có chỗ nào bán hoa không? Dạ, cô ơi, cho con hỏi là gần đây có chỗ nào mà bán hoa, vườn hoa? Vườn hoa để mà bán đúng không ạ? Bán đây đi vô trong là vườn hoa bán. À, cảm ơn cô. Dạ, ok, con cảm ơn cô. Cảm ơn ạ. Ủa chà, hay quá nhỉ. Vô phụ. À, cho anh hỏi có ai ở nhà không ạ? Hình như không có ai. À. Ê, dạ. Con chào chú ạ. À. Chú ạ. Chú ơi, dạ, cho con hỏi là tụi con muốn mua hoa thì bây giờ có được không ạ? Mua 100 thì có 100 cánh. 100.000. 200 rồi. Chú ơi, tụi con mua hoa để ra chợ bán để kiếm lời để có thể được ăn trưa á chú. Thế để chú bán cho người ta từng người để chú bán cho người ta một bộ đó là 70.000. Chính xác rồi. Về cái vựa này là cái vựa nếu mà bán cho dân bán ấy, dân buôn ấy thì sẽ cái này là hoa nở rộ luôn á. 70.000 một cây. 70.000 một bó. 100 cành. Thì đó là cái giá mà của người buôn, nếu mà mình đang như này thì mình lãi 500.000. 500 cành. 65. Xin chú 65 được. Thì đấy đang xin này. Xin chú 65 đi. Tính. Chú ơi. Chú ơi, hình như là con xuống 65 được. Mình đi qua đây mà mua không có trả được những khổ đâu, nhưng mà cả của em người bán ra đấy. Dạ. Bán tới đây, anh cửa chú 50 được. Yes. Ôi chú. Nhưng mà lấy cái hoa nào nở rộ luôn á. Tại vì chú trong mình tự lựa mà. Đây mình đang có, đây mình đang 100, mình đang 70, 100 rồi đó. Thì là mua được bao nhiêu rồi? Đó lắm rồi. Ờ. Thế mình phải mua được tại bao nhiêu? 65.000, 100 bông đúng không? Mình có 200. 65 nhân 3 bao nhiêu? Mày mình thấy là 65 nhân 3, 5 này, 3, 8, 201. Chắc chưa? Chắc. 65 nhân 3 và ra 201.
60 x 3 là 180. 5 3 15 là 195. 195 à? Nó tính nhầm luôn. Ôi cái bông này rất đẹp mọi người ơi. Đây là bông mà kia ra lửa. Bông kia ra lửa và bông này làm China bị đâm đây. À. Cẩn thận nè. Đâu, coi tiếp nha. Ôi chú ơi. Chú ơi, cho con hỏi bông chuối là của nhà mình đúng không ạ? Dạ, bây giờ bọn con muốn mua chuối có được không ạ? Dạ. Thôi mẹ. Phải hỏi mẹ. Dạ. Ký. Mà cái buồn đó bao nhiêu? Tầm bao nhiêu ký? Phải cân chứ. Mọi người đoán xem. 10 ký hả? 10 ký là 100 nghìn. Ủa không, 150. Nhớ chặt xuống mà kiểu không đủ tiền rồi sao dạ. Mà rồi sao mà mua? Ê, để em. Đây, thôi, để em. Em đặt cái này đi. Wow! Gãy chơi! Ồ, Yasuo là. Gãy chơi! Rồi, anh ơi. Chưa, phải mua cái đó. Không sao mọi người. Oh no! Đau kiếm xua à? Đau kiếm vô tình. Nó game yêu chân chị. Ờ, sao sao? Đây rồi. Tiệm dán vào chân. Chị ốc đâu rồi? Chị ốc đứng làm cái gì? Đây. Chị ốc cũng không dám vô. Không biết. Bên đây bông hư hết rồi anh ơi. Trời. Em xin lỗi, em không biết. Chỉ vì vốn kiến thức hạn hẹp. Vậy chúng ta có bán được không? Ý là nó hiện giờ nó rất đẹp nhưng mà không biết lúc bán sẽ như thế nào. Chúng mình đẹp mà có thể không sao, mình đẹp mà mình có thể dùng bán sắc đẹp mình. Mình có thể dùng sắc đẹp mình dùng đi nào bán sắc đẹp hết. Trời hồi hộp quá, hồi hộp quá. Đây là giây phút quyết định. Trời ơi! 22 ký. Năng nỉ. Bạn lộn, bạn lộn. Sao bảo em một phút bảo lợi. Em thấy nó thường xuyên lấy mấy đài. Nhưng mà chỉ mua với 50 thôi. Còn lại mình phải cố gắng thức phục người ta bằng cách ca múa hơn. Cái gì nhỉ? Thế à, chỉ cho 50 thôi và mua cái khác. Mấy đài là mấy đài? 4 đài nhá. Ok. Anh giả sử bây giờ bảo em chiếc phi ba nãy. Bao nhiêu? Vậy em để ba nải mà 50 nghìn được không anh? Được không cô? Được không cô? Ba nải 50 nghìn cô. Người này khó làm khó cho mình rồi. Dạ, thế gì? Bọn con. Có gì nữa kìa? Đây, nó không cứ nguyên nó đi kìa. Mọi người nhớ gì cho anh xét? Và cái này là chỉ nó được phải thêm 100. Dạ thôi, bây giờ bọn em. Thôi đã chặt hết cảm cả buồn rồi. Dạ. Cô ơi, con đang nghĩ cô mà cô. Hay là bây giờ để con vô con lau nhà, con quét nhà, con dọn nhà cho cô. Xong con chăm em cho cô, nốt luôn cô. Rồi, em đã xong rồi quá, đừng nghĩ anh á. Rồi, đã nhập xin đồng ý rồi đó. Yeah. Được chưa, mọi người. Trời ơi, con đang gặp được người tốt rồi. Em có thương chị em á. Đúng anh. Em còn muốn lắm nhiều ạ. Đây cũng được. Cho em. Còn 10 phút nữa. Đi chạy đi. Anh Liêm ơi. Em đánh giá này. Mày nhận sách của chị. Ui to thế. Wow. Thật là to. Gia đình ơi, chúng ta lại. Chúng ta lại trở lại với nhau rồi. Đi lại. Em đã hay một chai bia. Em đã định đi về nhưng mà trên đường bọn em ra thì bọn em thấy có hai chai bia rất là to. Bí hả? Bọn em rất xin lỗi. À, hai chai. Cứ năm vậy. Tất cả ban một chai thôi. Một chai. Một chai là bao nhiêu ạ? Đây là. Chai bia. Trời ơi, mừng quá. Em cảm ơn anh nhớ. Anh là vị cứu tinh của tụi em rồi. Là sao? Là sao? Em không hiểu chuyện gì. Này, quyết toán đi bạn ơi. Chiến đưa đấy mà. Chiến đưa lấy 120 thôi. Ơ.
Cô bí kìa mọi người. Ừ, mình lấy đồ, mình vừa em bán cho cô nhận chưa? Mình là chi thức khuyến mãi á. Ví dụ tặng cái cành bông này. Không, em rồi. Cô ơi, chứ con hỏi bí bao nhiêu ạ? Bà... cô. Bí bán như thế nào ạ? 6 ngàn một ký ạ. 6 ngàn một ký mới được 80 ngàn. Một ký là được. Có thể nào cho tụi con một cái giá sỉ được không ạ? Tùy nhập thị đó. Là 6 ngàn. Là 6 ngàn. Là 6 ngàn. 6 ngàn ạ. Giá 1 ngàn. Hôm nay mình lấy hai giá. À hôm nay hạ giá rồi. Em thấy 6 ngàn ký cũng ổn á. Tại mình còn 80 lần. Thì mình mua được hơn 10 ký. Mình mua được bao nhiêu? Thôi 10 ký sao bưng nổi. 2 ký đi. Chắc kèm chị. Dạ. Thế thì đàn bà thương lượng. Chúng ta chỉ việc bê thôi. Đúng rồi, làm việc khung vác đi. Kinh nghiệm. Và bây giờ thì đội chúng mình sẽ chia làm 3 team để đi bán hàng. Và bây giờ chúng mình sẽ có 30 phút để đi dọc cái chợ này và làm sao để bán được, làm sao lãi được 500.000 thì sẽ được ăn một bữa rất là ngon đặc sản của Đà Lạt. Đó là hoa atiso, súp atiso hầm với cả giá heo. Giá heo. Chia đội thế nào nhở? Nói chung là team hoa là một team rồi đấy. Ờ em đi với Mon với lại Hailey đi. Hailey qua đây đi nè. Rồi đi chung nè. Chị ơi. Chị nhờ. Chị ơi. Từ từ bình tĩnh. Ai đúng rồi ạ. Ai là chị rồi ạ. Thì bây giờ bọn em đang phải bán tất cả những nguyên vật liệu này. Thì giá đây hoa đây. Không biết là chị có hứng thú với cả đây là một trái bí, tất cả đều được hái tại vườn là do bọn em tự hái hết. Đây là chuối, đây là bí, đây là hoa. Dạ hoa mới có giá là 5.000 một bông. Còn những cái trái này thì nếu như mà mọi người có nhu cầu thì để dạ vâng, tại giá. Vì nó hơi mắc một xíu. Thế nên là bọn em phải tham gia chương trình. Bọn em tham gia chương trình nên là nó hơi mắc một xíu. Nên nếu mà mọi người có thể hỗ trợ được bọn em thì bọn em thực sự rất là cảm ơn luôn nhé. Thế thì em giới thiệu giá nhá. Cái này thì tại vì thực sự là nó hơi mắc nên là em xin lỗi là cái này sẽ có giá là 200.000 và cái này sẽ có giá là 150.000 ạ. Mọi người chỉ cần mua một trong hai cái này là bọn em đã rất là cuốn luôn. Em đã thật sự là đã thực sự chỉ cần mua một nải chuối này là của em sáng rồi, bọn em mới ăn một bữa sáng bên thôi. Trời ơi, nhìn chị xinh quá. Thảo Mai. Mua cho bọn em thêm chuối nha. Một nải chuối thôi em năn nỉ luôn á. Nải chuối có 150 chị ạ. À, có 150 thôi à. Đây à, nải chuối này 50.000. Mình hát một bài, mình hát là bài khuyến mãi mọi người. Khuyến mãi luôn. Không chị. Dạ em năn nỉ. Chị em năn nỉ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Em cảm ơn mọi người. Thôi hát bài ấy nhỉ. Hát một bài luôn. Giờ hôm nay tôi thấy những bóng hình dài mệt nhoài lạc lõng. Từ nơi xa xăm trong ánh mắt những muộn phiền chẳng một ai hay. Giờ hôm nay tôi muốn vứt hết từng ngày dài đầy lo lắng. Từ sâu con tim bao tiếng hát vẫn chờ một ngày được nghe thấy. Thoát ra đi thôi. Rồi. Em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn em ạ. Chúc mọi người có một ngày đi chơi đẹp và vui vẻ ạ. 150 đầu tiên. Anh em khăn nước bao giờ? Mọi người ơi, thực sự đã bán được 150 luôn, thật sự luôn. Thì anh chị có thể nào ủng hộ cho tụi em mua cái này được? Tại vì bọn em biết là mức giá thì nó sẽ không như bọn em nó không có như này đưa ra sắp tới đâu, nhưng mà tại vì là cái nhiệm vụ của chương trình đưa ra ấy, nên là mọi người có thể ủng hộ bọn em không? Anh chị có thể nào ủng hộ tụi em không? Cái này là 15.000 hai trái. Nhưng mà một cái việc bán này thì là gì? Vậy là để thực hiện thử thách và hoàn thành thử thách để là tụi em ngày mai tụi em sẽ có một cái live show, một cái buổi bắt đầu tổ chức một buổi live show của nhỏ nhỏ. Dạ. Tụi em tại vì tụi em là một nhóm nhạc tên là Bella 6 thì tụi em sẽ tự tổ chức một cái buổi live mà hát live với chị. Cho nên là đây là cái cách mà tụi em kiếm tiền để tụi em chuẩn bị cho cái buổi live. Dạ là để cho tụi em trong giống như là trong nhóm của tụi em thì có một tụi em sẽ lưu giữ lại những cái kỷ niệm bên nhau á chị. Kiểu như là sẽ làm một cái chuyến đi mà khó quên trong tuổi thanh xuân của tụi em. Ngon lắm anh chị. Chị thì có thể ăn được. Nhưng mà cái này tụi em định sẽ bán đi. Giá lúc đầu của nó sẽ là 200.
cái ví này nhìn lại lại. Ví này xào tối ăn được. Về tối chị nấu cũng được. Vậy là chị lấy bao nhiêu trái hả? Thôi lấy 2 quả đi. Em thấy 2 quả 15 ngàn hay chị lấy 2 quả cho 4 quả đi cho nó tròn 30 ngàn. Nếu mà ngày mai em bán tiếp chị lại ra chị mua. Chỉ có 2 chị em rồi mà. Đây ạ. Wow. Cái nãy túi của khóng quá. Nó gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Tiếp tục nào các bạn. Tài. Đây đây hỏi anh chị. Anh chị ơi. Tụi em đang tham gia chương trình Bạn Được Hợp Ý những cô nàng năng động ấy ạ. Thì tụi em có một cái thử thách là phải bán hết tất cả những số hoa này trong vòng có 30 phút thôi ạ. Thì mọi người có thể giúp em mua ủng hộ một vài cây được không ạ? Chỉ có 5 ngàn một cây thôi. 5 ngàn một cây thôi, anh chị mua ủng hộ. Dạ, mua ủng hộ tụi em. Yeah! Anh, dạ được. Đúng là người Bắc với nhau. Vâng. Trời ơi. Và em mà không bán hết đống này là không có tiền ăn trưa ăn tối luôn. Và em vừa mới đi gặt ở ngoài vườn về á. Thành sẽ tìm thấy đối tượng tiếp theo rồi. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh Thanh chị nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Mẹ anh kia kia. Mẹ em mua bún không? Hả? Mẹ mua bí rồi bà. Chắc là mua bí hoặc mua chuối hoặc là mua gì đó. Nhưng mà người đây người ta có mua bí không? Thì cứ chạy theo đi thằng Thanh ạ. Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Xin phép được vài phút của mấy anh được không ạ? Bọn em đang bán một số các mặt hàng thì đây là một thử thách mà cho cái chương trình mà bọn em đang tham gia ấy ạ. Thì mọi người có thể mua giúp bọn em một vài món đồ được không? Mọi người có thể mua bông hồng không? Ôi, mọi người có thể mua cho bọn em 4 trái bí với giá là 30 được không ạ? Dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Nhưng mà em không có bao. Dạ, chị cho, chị giữ điện thoại. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Mua à? Em cảm ơn đã mua bí. Anh có thể bỏ cặp không ạ? À dạ vâng, em cảm ơn. Ở cặp mua rồi. Thôi em cảm ơn. À dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Chúc anh đi lại vui vẻ. Em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Em được. Mua gì em? Mua bí à? Một trái bí nữa thì mình bán với giá là 10.000 nhá. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Tụi con đang thực hiện một cái thử thách là tụi con phải bán được cái số bí với nải chuối này là tụi con hái từ vườn luôn, là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn. Thì cô có thể nào ủng hộ tụi con mua cho tụi con hay được không cô? Dạ, cái này là trái bí. Em ơi, dạ, chuối này chưa chín nhưng mà cô có thể về nhà kiểu như là thắp hương này nọ. Tụi con bán giá thì nó không có thực sự gọi là giống như ở ngoài đường người ta bán. Tại vì cái nải chuối này thì tụi con sẽ bán với giá 150 ngàn. Còn cái này là 20 ngàn 2 trái, 10 ngàn 1 trái. Cô nhận ra con hả cô? Cô nhận ra con mua bí cho con đi cô. Dạ bí, bí này là bí gì? Trời ơi, con nhận ra con, con nhận bí 10 ngàn trái hả? 15 ngàn 2 trái ạ. Được mọi người à. Dạ. Cái này cô có thể xào với cả thịt bò các thứ cũng ok. Mọi người ủng hộ tụi con đi. Dạ, mọi vâng. Người dạ, dạ, con... dạ, tại vì bọn con đang kiểu bảo vệ môi trường cô. Hay cô thích mua chuối về? Dạ, mọi người có xào nhỏ không? Không bình thường. Mọi người lựa càng nhiều càng tốt. 10 ngàn một cái thôi. Dạ. Dạ. Vì một vị mấy giờ? 50 ngàn. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chị. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ ạ. Bye bye. Bye bye. Ê, còn nhớ thử thách nãy chuối nha. Ê, cái này mới căng, cái này mới ba. Đi vào chợ. Cô có thể cho tụi con một vài phút được không cô? Do là hiện tại tụi con đang tham gia một cái chương trình tên là Bạn Đường Hợp Ý. Thì tụi con có một cái thử thách là bây giờ tụi con phải bán hết bông, bán hết bí và bán hết chuối để tụi con có thể có được một bữa ăn. Thì không biết là cô có thể mua giúp tụi con một trong những thứ trong đây được không ạ? Bông này con sẽ bán 10 ngàn bông. 50 ngàn 10 bông. Còn tụi con sẽ nói luôn giá là cái này là 200. 200, còn cái này là 150, còn cái trái bí này là 10.000. Và thực sự bọn con biết là giá cao, dạ, nhưng mà giá cao. Đây là một cái thử thách mà bọn con phải làm ấy ạ. Và dạ, bây giờ bọn con không bán được thì bọn con không được ăn trưa luôn đó cô. Bây giờ nhịn đến tối ạ. Thôi cho cô 5 cái này thôi. À, 5 cái này cô không được 10 bông đi, cô còn 50 thôi à. Thôi 10 bông luôn cô. Cô đâu có tiền đâu. Dạ thế thì 30.000 là 6 bông được không cô? Cho chạy lẻ. 30.000 nha cô. Dạ, cảm ơn cô. Cô cẩn thận gai nha cô. Em cho nhờ hai anh đi được không? Dạ vâng, cảm ơn. Con cảm ơn cô. Chúc cô đi Đà Lạt vui vẻ. Chú ơi, cho bọn con nhờ một chút được rồi. Trời ơi. Một chút thôi ạ. Dạ, bọn con đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế thì thử thách của bọn con là phải bán những món đồ này thì mấy chú có thể tận gáp em. Dạ. Ờ dạ, cảm ơn ạ. Hôm nay mình gặp hạ sao? Chú ơi, chú muốn mua. Con chào chú. Chào chú. Nhớ chú nhiều không? Nhớ anh. Chú có thể giúp bọn con được không chú? Bây giờ bọn con bảo giá 200 nghìn chú mua là bọn con sẽ được ăn trưa luôn á con. Này là giá 150, còn cái này là giá
200 rưỡi. Tại vì bọn con đói lắm rồi, bọn về bọn con không bán được, bọn con được ăn trưa. 200 hả? Ủa, xin chú á. Mua bọn con một trái bí này với giá 200. Bây giờ chúng con sẽ nhảy lên chú coi luôn. Bọn con sẽ nhảy lên chú coi luôn, có hát luôn. Hát chỉ một lần sáu. Nào, 2, 3. Hát, hát, hát lên đi. Nói ra đi. Bày tỏ hết, nghĩ suy nghĩ lại chi. Nói yêu nhau đi. Sống một lần chỉ sống một lần, buồn hay vui cũng chỉ một lần được sống. Cớ sao không vui? Yeah. Cớ sao không mua hả chú? Cớ sao không mua? Mình phải mua đi. Haley ơi, Haley có tiền thối không? Mày 500 lận. Dạ, rồi. 500 lận. Chị ơi, chị có tiền đó. Chị có tiền đổi. Dạ, để em chạy vào đổi ạ. Quay hết rồi nuôi một cái đi mà nó nỉ á, chứ không á chú hỏng rồi, trưa nay tụi con không còn ăn cơm á. Thiệt chú mời thôi. Chú ơi con lạnh quá, chú ơi con lạnh quá chú ơi đói quá chứ. Một phần lễ tao mới được ăn đúng không? Dạ, chú nói tại vườn. Chú được ăn được lâu dài dài. Chú ơi chú, ta 200 đi ạ. Dạ vâng ạ. Đấy. Dạ. Nó kinh rõ rồi, nó cũng trắng trắng luôn nè. Dạ. Thấy hối hận chú đi ra đây quá. Dạ là có hối chú, 50.000. Dạ vâng ạ. Excuse me. We are taking part in a reality TV show. Yeah. So we have to sell it all in 30 minutes. So if we don't finish the mission, yeah, we don't have money to eat and to live here. So which is $5,000 for one. It's $5,000. Yeah. Sure. Whoa. Thank you. He's 6. He's okay. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you. Bye. 10 cây ạ. Dạ. 10 cây muốn lựa luôn không ạ? Ăn hoa này bọn em tự tận tay hái, bọn em vừa mới hái xong rồi quay về chợ để mà mua, để mà bán cho mọi người. Vừa rồi thì bọn em có cầm thì nó cũng gãy một vài cây, cho nên mọi người có kiểm tra lại ạ. Cẩn thận có gai ạ. Cẩn thận có gai ở dưới ạ. Cẩn thận, lại cầm một chỗ này thì sẽ không có gai. Cầm đây. Cẩn thận. Đi ngay, cái bàn đó tôi đi ngay. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi. Haley ơi, thối tiền. Nhanh. 50.000. Bao nhiêu? 50.000. Có tiền không? Có tiền. Quá. Tiền này nãy ai đưa mình nhỉ? Em cảm ơn ạ. Cảm ơn. Chúc anh chị đi chơi vui vẻ. Chúc anh chị đi chơi vui vẻ. Chúc anh chị một buổi du lịch thật vui vẻ. Mày không có tiền luôn á. Yeah, finally mọi người ơi. Dạ. Đây đi. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Đây. Dạ. Em cảm ơn anh. Chúc anh chơi vui vẻ ạ. Chúc anh chơi vui vẻ. Wow. We are champions. Yeah. Ê, cảm giác bán hết xong rồi cầm tiền tay nó rất là sướng luôn á. Dạ. Để coi tụi mình kiếm được bao nhiêu tiền nha. 10. 10. 30. 30. 100. 300. Trời, anh nãy thua đưa. 300. 300. 306. 306. Ok. Thôi coi, bây giờ mình đi về cái chỗ cũ đi. Về cái chỗ. Chúng ta không đi bình thường được, chúng ta phải bay. Ê, từ từ. Sao nữa? Bao nhiêu tiền rồi? Giờ là 150. 6, 7, 8, 9, 10, 200 ngàn. 200, 201, 202, 226 ngàn. Từ từ để xem nhá, chị nghĩ là đủ. Em nghĩ là ok. 100 rồi này. 200. 200. Em 4 rồi.
Ui, 500. Ui, ui, đủ rồi. Thôi cho em đếm lại rồi em sẽ đếm tiền. Khó không được. Không được. 530.000. Được. Cho em cầm này, cho em cầm. Cầm đi. Cầm đi nó. Đây, cầm luôn em này. Em đây bỏ. Mệt quá mọi người. Tiền nhiều khi không mà có. Nói chung là bán được nhiều tiền sao, lắm. Tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là bao nhiêu? 530.000. Không, đồ này đặc sắc mà. Đây là 700. 700 nè. 800, 900. 900 rồi nha. 1 triệu. 1 triệu nè. 26.000. 1 triệu 226.000. Úi giời, thừa ấy chứ. Rồi.